sẽ được gặp người bí ẩn là ai chưa ạ? Ok, thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục gặp một người bí ẩn trong chương trình sáng ngày hôm nay, đó chính là anh ấy đã hướng dẫn, nói chung là đó là anh Tuấn, một người anh cũng như một thầy các bạn đã hướng dẫn đến một cái nội dung y như tuần trước, nhưng mà cái nội dung này nó là buổi tiếp theo. Thì tuần trước là sau cái phần học đó thì rất là nhiều anh chị là vô cùng hào hứng và rất rất là đang đang chào đang đang chờ cái ngày hôm nay để tiếp tục được cái chuỗi series, cái chuỗi nội dung đó. Thì em nghĩ rằng cái nội dung này thì nó cũng chỉ là cái kỹ năng thôi, và kỹ năng thì chúng ta hoàn toàn có thể học được các anh chị. Thì sau cái buổi ngày hôm nay thì mong rằng tất cả các anh chị là chúng ta cùng có thể tải app, hay là chúng ta cùng có thể làm theo những cái sự hướng dẫn của anh Tuấn để làm sao mà chúng ta có những kết quả tốt nhất các anh chị nhé. Thì sáng ngày hôm nay là chúng ta sẽ không học về bán hàng mà chúng ta sẽ học về cách thiết kế video. Thì em nghĩ rằng cái này tất cả các anh chị đều có thể làm được thôi, nên là dù anh chị hơi chậm một chút nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được các anh chị nhé. Thì cần chúng ta làm là chúng ta sẽ làm được nha các anh chị nha. Thì không để cho anh chị chờ lâu nữa, thì ngay bây giờ là em sẽ kết nối anh Tuấn để lên chia sẻ trong nội dung chính ngày hôm nay. Thì hy vọng là tất cả các anh chị là chúng ta cùng thả thật là nhiều những cái cần, đúng không ạ? Đúng là có giống như là một gửi một lời chào đón đến anh Tuấn để anh Tuấn có thể lên chia sẻ cái nội dung tiếp theo trong buổi dung sáng ngày hôm nay các anh chị nhé. Rồi, em xin nhờ host sẽ kết nối với anh Tuấn để chúng ta tiếp tục chương trình vô cùng tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay các anh chị nhé. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em có mặt trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Buổi Zoom rất chi là năng lượng đúng không ạ? Cả nhà cho Tuấn test mic chút xíu nhé. Anh chị em nhà mình có nghe rõ Tuấn nói không ạ? Nếu mà rõ thì cả nhà cho Tuấn số 1 nhé. Ok. Rồi. Như vậy là đường truyền là ok đúng không? Rồi, lời đầu tiên thì cho phép Tuấn xin được gửi lời cảm ơn tới ekip ngày hôm nay đã dậy sớm để mở Zoom cũng như là hỗ trợ cho anh chị em chúng ta warm up và lên mục tiêu rất chi là năng lượng đúng không ạ? Và để trở lại với cái chương trình ngày hôm nay thì cho Tuấn hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta biết cái chủ đề của ngày hôm nay là chủ đề gì không ạ? Chúng ta có thể comment trong chat nhé. Ok, không thấy ai được comment luôn. Có nghĩa là không ai biết chủ đề. À ok, có chị Hằng đấy. Rồi, thì đến hẹn lại lên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề làm video marketing buổi số 3. Ok, cảm ơn Hoàng Thắm nhé. Làm video video marketing buổi số 3. Vậy thì cho phép Tuấn xin được hỏi là bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta là đã theo dõi hai cái buổi hướng dẫn làm video trước đó của Tuấn đúng không ạ? Thì chúng ta comment là số 3. Và nếu mà hôm nay chúng ta mới tham gia buổi đầu tiên ấy, thì hãy comment là số 1 nhé. Ồ. Má Hậu buổi số 1 à? Chết rồi. Ok, thế vậy là cũng có khá là nhiều anh chị em chúng ta bỏ lỡ những cái buổi trước đó đúng không ạ? Thì hai cái buổi trước tuy tuy là nó chưa có cái thực chiến cụ thể nhưng mà nó lại là những cái kiến thức rất là căn bản và cần thiết đó. Như vậy thì chúng ta hãy join vào nhóm nhé, nhóm Zalo ngay nhé. Thì ở trong nhóm á, Tuấn có ghim sẵn hai cái đường link là của hai buổi trước đó rồi. Và chúng ta hãy xem lại. Hãy dành thời gian của mình để xem lại nhé. Và để chúng ta có được một cái kiến thức cơ bản về cách để làm sao làm ra được một cái video marketing nhé. Rồi chào anh Nguyễn Lộc. Tuấn nhờ host gửi link cái nhóm Zalo hướng dẫn làm video lên khung chat để giúp cho anh chị em chúng ta có thể join vào nhóm nhé. Ok, có link gửi lên bây giờ đã. Thì buổi chương trình của ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ đi vào thực chiến nhé anh chị em. Và Tuấn sẽ tại vì là hai buổi trước đã nói về lý thuyết rồi cho nên buổi từ cái buổi số 3 trở đi Tuấn sẽ không nói về kiến thức căn bản lý thuyết nữa mà sẽ làm thực tế cho cả nhà xem cũng như là sửa bài
cho một số anh chị em chúng ta, à, được không ạ? Và buổi tối hôm qua thì Tuấn có nhắn lên nhóm, nhưng mà chắc là nhắn muộn quá, có nghĩa là sáng ngày hôm nay Tuấn sẽ lựa ra một số cái video nào của anh chị em chúng ta muốn được sửa. Thì nếu như mà chúng ta có những cái video đã tự quay rồi và muốn Tuấn sửa trực tiếp trên cái buổi Zoom ngày hôm nay, thì anh chị em hãy gửi lên nhóm, hãy gửi cái video đó lên nhóm, và Tuấn sẽ lựa ra một, có thể là trong cái thời lượng chương trình buổi sáng thì nó sẽ hơi ít, thì Tuấn có thể sẽ lựa ra một tới hai cái video chẳng hạn, thì Tuấn sẽ sửa cho mọi người cùng xem luôn ở trên Zoom. À, thì nó sẽ trực quan hơn cho tất cả các anh chị em đúng không ạ? Thì các cụ dạy cấm có sai, học phải đi đôi với hành. Đấy. Học mà không hành thì cái lý thuyết nó bỏ như vậy thì chúng ta cũng sẽ không áp dụng được vào cái thực tế. À. Và cái việc làm video cũng vậy, chúng ta có lý thuyết rồi nhưng mà chúng ta cần phải là trăm hay không bằng tay quen đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải mất một cái khoảng thời gian nhất định, trải qua những cái kinh nghiệm tự mình làm sai và sửa sai, thì chúng ta mới cho ra được những cái video marketing nó phải là vừa ý. Trước mắt là phải vừa ý mình, sau đó là vừa ý cái đối tượng, đó là người khách hàng tiềm năng của chúng ta đúng không ạ? Đấy. Và khi mà vừa lòng, vừa mắt, cũng như là khiến cho khách hàng tiềm năng quan tâm, thì chúng ta mới có thể ra đơn được trên những cái video đó. Rồi, không để anh chị em phải chờ lâu nữa, thì gửi gửi vào nhóm team edit video Mr. Tuấn Nguyễn nhé, chị Tươi. Rồi, Tuấn thấy khá là nhiều anh chị em đã rơi vào nhóm rồi này. Sửa. Tuấn thấy có một vài cái video đã gửi lên nhóm. Tuấn muốn là sửa những cái video nào đang thô thôi, có nghĩa là mình mới xong cái giai đoạn quay còn mình chưa chỉnh sửa nhé. Thì sẽ lên trên này chỉnh sửa giúp cho anh chị em luôn. Nhắn riêng cho thầy, thầy ơi duyệt em vào với. Đây rồi, đây rồi, để trong lúc chờ đợi thì Tuấn sẽ có thể là demo một cái video ở trên điện thoại của mình nhé. Nhờ hot share quyền co-host cho thiết bị phụ của Tuấn với, để Tuấn giơ tay này. Làm video có rất là nhiều cách, thế nhưng mà bước đầu tiên có lẽ là Tuấn thiết nghĩ rằng là ở đây thì anh chị em chúng ta khá là bận rộn đúng không? Cho nên là càng mì ăn liền càng tốt. Vậy thì đầu tiên chắc là Tuấn sẽ hướng dẫn cái cách làm sao để mọi người cho ra được một cái video nhanh nhất. Ok không ạ? Còn về thực chiến cách chỉnh sửa như thế nào từ một cái video mình tự quay đó cho tới ra được một sản phẩm thì Tuấn sẽ chờ những cái video mà anh chị em gửi lên nhóm sẽ lựa ra để mình sẽ làm thực chiến cho anh chị em luôn. Rồi, chia sẻ màn hình.
Tuấn ví dụ là ở đây Tuấn có những cái video đã quay về một cái sản phẩm giá rẻ ở ở Robby mình đúng không? Một cái bật nhảy chiều cao đi. Là, cái này mới quay buổi tối hôm qua. Đấy thì bây giờ mình sẽ vào CapCut nha anh chị em. Chúng ta cứ quay tự nhiên thôi và mình sẽ chỉnh trong quá trình chỉnh sửa mình sẽ cắt bớt những cái phần thừa đi ha. CapCut. Mọi người nhìn thấy màn hình rồi đúng không? Rồi, đây là cái màn hình trang chủ của CapCut. Thế thì mọi người sẽ thấy là những cái dự án trước đó mình đã làm nó cũng lưu vào đây này. Và ở trên này là dự án mới. Vậy thì với cái cách làm thủ công chúng ta sẽ vào dự án mới để chúng ta sẽ cắt ghép đúng không ạ? Thế nhưng mà có một cách nữa Tuấn muốn chỉ cho mọi người đó là một cách rất là nhanh để cho ra được một cái video mà cũng khá là hay theo Tuấn thấy như vậy. À, thì mọi người để ý ở đây có một cái mũi tên này mũi tên ngay chỗ bộ nhớ thiết bị đó. À, và chúng ta sẽ kích vào đó. À không, ở đây là những cái mẫu mình đang làm rồi. Mọi người để ý ở đây này, dưới này. Đó, cái phần mẫu ở phía dưới này. Nó sẽ có những cái mẫu có sẵn để cho mình chỉ việc là đưa ảnh hay là đưa video của mình vào và nó sẽ cho ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh luôn trong một nốt nhạc. Thì khá là hay cho những anh chị em mà bận rộn chúng ta muốn tận dụng cái này. Tuấn ví dụ ở đây đang có một cái trend ở trên TikTok là rất là nổi luôn hiện tại đó là bài nhạc là bật tình yêu lên đúng không nhỉ? À, dạo gần đây đây này này. Khi tâm sắc cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mơ tuần rơi, em bỗng thấy cuộc đời xanh hơn và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa, đưa em đến vùng trời yêu thương. Rồi thì một cái bí quyết để mà mình đăng video lên mà được nhiều tương tác cũng như là thu được nhiều reach, có nghĩa là cái lượt phân phối á, của cái nền tảng không chỉ riêng gì TikTok hay là Facebook hay là YouTube, đó là mình sẽ sử dụng những cái nhạc mà nó đang trend, đó, nó đang hot trend đó. Đó, thì mình sẽ đưa vào cái video của mình. Đó, thì nó sẽ dễ dàng được đưa lên xu hướng hơn nhé. Đó, cho nên là Tuấn sẽ sử dụng cái bài đó. Vậy thì ở trong cái phần mẫu này mình tìm kiếm cái bài nhạc đó như thế nào? Chúng ta sẽ để ý ở trên này có một cái thanh tìm kiếm này. À, mình nhớ cái bài tên đó mình sẽ gõ vào đó. Ví dụ là bật tình yêu lên đúng không? Remix. À, thì ở đây ví dụ bật tình yêu lên remix thông thường nó sẽ cho ra những cái kết quả nó chung chung thôi và có thể nó sẽ không đúng ý của mình. Ví dụ nó cho là những cái bài mà nó chỉ là một ảnh hay là hai ảnh, nghĩa là mình đưa một ảnh của mình vào là thành một cái video hay là hai ảnh vào thành một cái video. Thế nhưng mà mình muốn là tại vì mình quay là thành 4-5 đoạn cơ, cho nên mình muốn là nhiều video. Vậy thì chúng ta sẽ gõ thêm một cái thao tác đó là bật tình yêu lên remix nhiều video nhé. Ví dụ chúng ta muốn 4 video thì chúng ta sẽ gõ chính xác là 4 video nhé, hoặc là hai ảnh thì chúng ta gõ chính xác là hai ảnh vào sau cái tên của cái bài nhạc đó. Tới đây thì mọi người ok không ạ? Mọi người biết cách để tìm kiếm chưa? Đây ở đây thì Tuấn sẽ tìm kiếm đó là bật tình yêu lên remix nhiều ảnh. Đó nó sẽ cho ra những cái kết quả nó sẽ sát với cái ý của mình hơn. Ví dụ ở đây mẫu mẫu này là có 10 ảnh chẳng hạn. Còn mẫu này là 14 ảnh. Rất là nhiều luôn. Hay là ở đây. Ở đây là 5 ảnh. Mọi người để ý ở dưới tên nó cũng mô tả là bit 5 ảnh đúng không? Thì có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng 5 ảnh hoặc video cho cái dự án này.
Tuấn sẽ chọn là cái này, mẫu nhiều ảnh này, nên là Tuấn ví dụ đi. Và tình yêu lắm nhanh như tôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng Cái này không hay, nào là chậm vừa. chậm quá. Chỉ cần mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mơ tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lắm nhanh như tôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em đến vùng trời yêu thương. Bài này khá là phù hợp đúng không? Mình thấy là hiệu ứng của nó cũng ở mức khá, và nó cho phép sử dụng là 5 ảnh hoặc là 5 clip ngắn. Đó, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng cái này. Bấm vào sử dụng mẫu nha mọi người. Mẫu nào chúng ta vừa ý thì chúng ta sẽ bấm vào sử dụng luôn. Đó. Sau đó nó sẽ chuyển cho chúng ta tới cái thư viện để chúng ta chọn những cái video. À, thì mọi người sẽ xem này. Cái số 1 là 4 giây, số 2 là 1 giây 8, số 3 là 4 giây 9, số 4 là 4 giây và số 5 dài nhất đó là 9 giây 01. À, chúng ta sẽ chọn từ cái khúc mà bắt đầu mình quay sản phẩm đúng không? Mình quay sản phẩm sau đó là mình tới lúc mình mở nó ra mình dán lên như thế nào, set up như thế nào. Đó, và con mình háo hức ra làm sao. À, đó là cái ý tưởng dành cho một cái video. À, đoạn cuối thì sẽ là cái đoạn mà em bé đang nhảy lên để bấm cái bộ bật nhảy đó. Như vậy là nó sẽ thành một cái video hoàn chỉnh đúng không mọi người? Vậy thì Tuấn sẽ chọn nhé. Đầu tiên là cái clip mà mở mở hộp này ra. À, giới thiệu hộp này. Đấy, Mizu. Rồi. Bước thứ hai là video mà mình đang dán nó lên tường đây. Ok ạ. Rồi video thứ ba. Video thứ ba. Ở đây có thể là video này đi. Số 4 là hai cha con đang cùng dán lên đây. À, số 5 là video cuối cùng đó là em bé đang bật nhảy. Rồi, sau khi mình đã chọn hết cái nguyên liệu rồi, à, thì nó sẽ màn hình nó sẽ tối đi và nó sẽ cho mình xem trước cái video mà mình đã vừa chọn. À, chúng ta sẽ xem nhé. Chỉ cần mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mơ tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lắm nhanh như tôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em đến vùng trời yêu thương. Rồi, cả nhà mình thấy ổn không? À, chỉ cần vài giây thôi là nó cho mình ra một cái video cũng khá là ưng ý rồi đúng không? Thế nhưng mà chưa xong đâu, chưa xong nhá. Bởi vì là mỗi một cái video ở đây thì cái mẫu nó chỉ lấy của mình khoảng 2 cho tới 5 giây thôi. Như vậy thì có thể là nó sẽ dính vào một cái đoạn nào mình không mong muốn. À, nó chỉ là lấy cái đoạn đầu tiên thôi. Như vậy thì làm sao để mình điều chỉnh được nó tới đúng cái khúc mà mình mong muốn? Thì ở đây nhá. À, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là có 5 khúc video. Chúng ta sẽ bấm vào từng cái. Được không? Đầu tiên là sẽ bấm vào cái đầu tiên để xem nào. Ở đây chúng ta muốn dịch chuyển đây. Quay lại nhé, từ từ, làm nhanh quá mọi người không kịp xem. Ở đây khi mình kích vào nó sẽ cho ra cái là chỉnh sửa đúng không? Chỉnh cái bút. Bấm vào chỉnh sửa. Chọn. Mình có thể thay thế bằng một cái video khác được nhé, hoặc là mình cắt nhỏ, mình lấy một cái đoạn bất kỳ. Rồi mình có thể cắt cái âm lượng của nó giảm về không, mình chỉ lấy nhạc của bài bài nền nhạc nền thôi. Ở đây mình sẽ bấm vào cắt. Rồi mình sẽ xem cái khúc nào hay nhất này. Đây đang đang dơ cái này lên đúng không? Rồi bắt đầu lấy từ khúc này. Ok, xong mình sẽ xác nhận nhé, xác nhận. Rồi tiếp tục mình làm tới khúc thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mình biết cách sử dụng chưa? À, bắt Mình đầu biết cách sử dụng dính chưa? lên đúng không?
biết cách sử dụng chưa? Anh biết cách sử dụng chưa? Đoạn thứ hai là như vậy là cũng ok đấy. Đoạn thứ ba chúng ta xem nhé. Để Bobo lấy cái này, Bobo dính. Đoạn số không. 3. Lát nữa bắt cái ghế cho bóng bóng lên. Bóng đứng lên. Đoạn số 3 như vậy, còn đoạn số 4 xem nào. Đoạn số 4 hai cha con đang đứng đúng không? Okay. Đập cái đảo, làm sao chơi làm nhảy lên. Làm sao? Đội bóng đập đi, đập cho vịt đi. Nhảy nhảy lại. Sao? Rồi, đoạn cuối cùng. Đúng rồi. Nữa. Nữa, cố lên. Nhảy lên đập. Nhảy cái nữa, nhảy cái nữa đã. Cái nữa, nhảy cái nữa đã, nhảy cái nữa đã. Đúng rồi, trời ơi, đúng rồi. Ú trời ơi. Nữa. Nữa, cố lên. Nhảy lên đập. Cái nữa, nhảy cái nữa đã. Đúng rồi, cái nữa đó. Nhảy. Mình sẽ chọn tới cái đoạn nào mình ưng ý nhất nhé. Có ai nghe giọng quen quen không? Rồi. Sau khi mình đã chọn xong rồi, thế thì chúng ta sẽ, thực ra là cái video này nó sẽ tự cắt cái âm lượng của mình đi nhé. Nhưng mà một số cái mẫu ấy nó sẽ không cắt. Vậy thì chúng ta sẽ kích vào chỉnh sửa và chúng ta giảm cái âm lượng xuống nhé. Cái âm lượng này, chọn âm lượng, mình sẽ ở đây Tuấn đã giảm xuống rồi, tự động nó giảm xuống không cho mình rồi nhé. Một số cái video nó sẽ không giảm thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải thao tác cái này, nó cũng rất là nhanh thôi. À, vậy thì cùng xem thành quả nhé. Chỉ cần đôi mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mơ tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa, đưa em đến vùng trời yêu thương. Rồi, như vậy là chúng ta đã có thể xuất ra được cái video rồi. Còn một thứ nữa có thể chỉnh sửa được nhá, anh chị em, đó là văn bản của nó. Văn bản thì chúng ta nhìn thấy ở đây là có video nào, mẫu nào có văn bản thì nó sẽ cho phép mình sửa cái văn bản đó, mình thay theo ý của mình. À, ví dụ ở đây văn bản, à, nó sẽ có cái gì đây? Chỉ cần thức giấc là ở cái khúc đầu tiên này, rồi bên em là khúc thứ hai, vân vân. Chúng ta sẽ thấy rằng là mình có thể thay thế văn bản theo ý của mình muốn. Ví dụ không thích hiển thị cái lyric, cái lời bài hát thì mình sẽ sử dụng nó để mô tả sản phẩm của mình, rất là ok đúng không nào? Đấy. Vậy thì sau khi mình chỉnh sửa xong, mình cũng kích vào đây này để làm sao sửa văn bản, thì mình sẽ kích vào đây. Đó, và chỉnh sửa thôi. Thay thế cái chữ mình thích. Ok ạ. Nhưng mà khi tới khúc xuất thì giống như cái buổi số 2, buổi hôm trước, tuần trước Tuấn có chia sẻ rồi đó, là khi chúng ta sử dụng mẫu mặc định xuất ra thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ hỏi chúng ta là lưu vào thiết bị. Nếu lưu vào thiết bị thì nó sẽ xảy ra trường hợp đó là nó sẽ bị cái hình mờ cáp cắt ở đây này, ở góc trên này, cả nhà có nhìn thấy không? Thì thứ nhất là làm sao nó không có đẹp, không chuyên nghiệp. Thứ hai là mọi người sẽ biết là cái này mình sử dụng mẫu trên cáp cắt rồi. Đấy. Thì cho nên là đa phần chúng ta sẽ muốn cắt cái này đi đúng không? Mình sẽ muốn bỏ cái logo cáp cắt này đi. Vậy thì làm sao để xóa cái đó? Mình sẽ bấm vào xuất này. Rồi, mình sẽ chọn cái mục thứ hai, đó là đã lưu và chia sẻ trên TikTok nhá. Phía dưới cùng đó. À, thì nó có ghi cho rõ cho mình là không có hình mờ của cáp cắt. Ok không ạ? Cứ chọn đi, bởi vì nhiều người cứ sợ là chọn vào đây là mặc định nó đăng lên TikTok luôn. Thì không phải nhá. Cái này nó sẽ chuyển hướng cho mình qua TikTok và lại tới cái bước đầu tiên là mình chuẩn bị để đăng video lên. Nhưng mà mình chưa đăng, và mình có đăng hay không là việc của mình nhé. Miễn sao nó lưu, đầu tiên là lưu vào thiết bị cho mình, và cái việc đăng hay không là việc của mình. À, nó không bắt được. Vậy thì chúng ta bấm vào đây, đã lưu và chia sẻ lên TikTok, nó sẽ xuất ra nhá. Sau khi nó xuất xong rồi thì mình có đăng hay không là chú mới biết được. À, hoặc là
mình chưa muốn đăng, mình muốn để cho một cái khung giờ nào hợp lý đăng. Chỉ cần đôi mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mơ tuần rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn và tình yêu lăn nhanh như tôi đưa. Như vậy là như vậy là CapCut nó đã chuyển hướng mình qua TikTok và giống như là nó bắt mình đăng luôn. Nhưng mà bây giờ không thích đăng thì sao? Thì thoát ra đúng không? Một là mình bấm nút home ra ngoài luôn, không nói nhiều. Rồi quay trở lại CapCut. Đó, rất là nhiều người đang hiểu lầm cái ở chỗ đó. Như vậy thì là mình lưu thiết bị mà nó có hình mờ thì sẽ bất tiện cho mình thôi. Ở đây mình sẽ quay trở lại cái CapCut nhé. Đã xong này, đã xong. Quay trở lại, mọi người bấm back để quay trở lại nhé. Back. Bấm hủy này. Hủy đi. Hủy đi. Đó, thì bằng cách này chúng ta có thể tìm được bất kỳ bài nhạc nào nhé. Đang hot, gần như là 90 mấy% là sẽ có. 90 mấy%. Ở đây có rất là nhiều cái mẫu dành cho mình nhé. Ví dụ như là những mẫu của những tài khoản mà mình đang theo dõi. Ở đây không có. Thì sorry cả nhà nhé, cái máy tính của Tuấn tự dưng nó bị tắt nguồn mất rồi. Sao vậy ta? Trời đất ơi, nó bị khởi động lại luôn rồi. À, mình vẫn đang nhìn thấy màn hình của Tuấn đúng không? Mọi người comment cho Tuấn biết đi. Ở đây Tuấn phải dùng hai thiết bị bởi vì khi mà Tuấn sử dụng cái thiết bị điện thoại này, sử dụng mic của nó thì khi mình chia sẻ cái màn hình nó sẽ không nghe thấy tiếng của những cái clip mình đang phát ấy. Rồi ok, thế thì anh chị em chờ cho chút xíu nhé. Đang khởi động lại cái máy. Không biết tại sao nữa, sáng nay chắc là đen thui rồi, tạm thời dừng lại đi. Màn hình bị đen. Một màu đen đen à, rồi. Tuấn chia sẻ lại nhé, trong lúc chờ đợi cái máy tính nó lên lại. Cả nhà thấy màn hình chưa? Rồi. Cái việc mà mình không nhìn thấy cái mẫu á. Đây này, khi mà mình mở CapCut ra nó sẽ màn hình chính của nó sẽ như thế này đúng không? Vậy thì chúng ta cần phải bấm vào cái mũi tên bên cạnh cái chỗ bộ nhớ thiết bị. Hoặc là mình sẽ chọn, đúng rồi, mình chọn xuống dưới mẫu này. Mình chọn xuống dưới phần mẫu này. Để mình sẽ tìm mẫu. Nếu không có thì anh chị có thể cập nhật lại cái CapCut của mình nhé. Có thể nó là phiên bản đã cũ rồi. Ở đây có rất là nhiều để về các chủ đề khác nhau để cho mình lựa chọn nhé. Ví dụ như là nhạc beat, rồi là gì đây, hài bựa này, cách chơi này, đúng không? Mẫu video hay là cặp đôi. Rồi tâm trạng, anime, game, vân vân, gia đình. Đó, rất rất là nhiều ghép độc lạ này, lễ hội, together là cùng với nhau này. Thì chúng ta sẽ
xem những cái nào nó phù hợp với cái tiêu chí thì chúng ta sẽ lựa chọn nhé, để chúng ta sẽ chỉnh sửa nó. À, thôi chết rồi, cái máy tính nó không lên được luôn á. Rồi thì theo Tuấn thấy thì cái thao tác này nó khá là nhanh thôi. Đâu đó trong vòng 1 phút là chúng ta đã có được một cái đoạn video cũng khá là viral rồi đúng không? À, thì mặc dù chúng ta có bận rộn tới mấy mà chúng ta tranh thủ thời gian thì chúng ta vẫn có thể làm được và đã có một bài đăng chất lượng lên TikTok hay là Facebook Reel hay là chỉnh cái nền tảng short video của YouTube. Ba cái nền tảng này á, giống như hôm trước Tuấn có chia sẻ thì nó có một điểm chung và chúng ta nên tận dụng, đó là đều là khung hình 9:16. Khung hình 9:16 là những cái khung hình như thế này, nó đầy màn hình luôn đó anh chị. Và chúng ta nên sử dụng đúng cái khung hình được đề xuất của nó nhé. Thì chúng ta không nên sử dụng khung hình ngang 16:9 hay là 3:4 hay là 1:1 đâu. Như vậy thì chúng ta sẽ bị bóp cái tương tác và cái video của chúng ta sẽ rất là khó để lên xu hướng, gần như là không thể. Ngoài ra còn một số cái điểm chung nữa, đó là ví dụ như là TikTok thì bây giờ hiện tại thì chúng ta có thể đăng lên những cái video dài tối đa tới 10 phút. Nhưng mà không ai đăng như vậy hết. Bởi vì nền tảng video ngắn thì bao giờ nó cũng làm sao? Ưu tiên những cái video ngắn sẽ được lên đề xuất. Và thông thường á, theo bản thân Tuấn thấy thì lâu đó thì dưới 2 phút thôi với một video TikTok. Ở trên Facebook Reel thì là dưới 1 phút 30 giây. Đó là nó đã fix cho mình rồi á. Chỉ có 90 giây thôi là nó cắt. Ví dụ như là video của mình 2 phút nó cũng cắt còn 1 phút rưỡi. Thì chúng ta nên để ý điều này nhé. Hoặc là nền tảng short video của YouTube thì nó sẽ cho phép mình tối đa là chỉ là 60 giây thôi. Như vậy thì làm sao? Nếu mà muốn đăng lên cả ba nền tảng này thì Tuấn sẽ chọn là video nào mà dưới 60 giây. Thì nó sẽ thích hợp cho cả ba cái nền tảng đó. Nhất là Facebook Reel thì thời gian gần đây nó đang được đề xuất rất là nhiều luôn. Một cái video bình thường, mình không có một cái gì đặc biệt mà mình đăng lên đó thì nó cũng phân phối cho mình tới vài trăm view rồi. Những cái video mà thuộc dòng khá khá, có nội dung thì nó sẽ phân phối đâu đó là khoảng 5 tới 10k view đó. Ví dụ như một số cái video Tuấn đăng lên thì đã nhận được tới 10, 13, thậm chí 16, 19 lượt, 19.000 lượt xem. Đó, thì như vậy là cái việc là được phân phối như vậy nó có lợi cho mình là sẽ rất là nhiều khách hàng tiềm năng nhìn thấy video của mình. Đó. Và từ những cái việc phân phối như vậy thì mình mới có những cái cơ hội để mình ra đơn, đúng không nào? Tuấn đang vào lại. Rồi, thì cái cách để mình lấy mẫu, mình làm như thế nào thì Tuấn đã chỉ rồi. Sau đây thì ở đây, ở cái phần này thì nó sẽ lưu những cái mẫu mà mình đã sử dụng. Ở dưới màn hình chính này thì là những cái dự án mà mình chỉnh sửa bằng tay nhé. Mình muốn vào lại những cái mẫu mà mình đã chỉnh sửa hoặc là mình đang chỉnh sửa, dở dang. Thì mình sẽ vào cái mũi tên này. Rồi kích vào mẫu. Ở đây đang có 9 mẫu mình đang sử dụng đây. Để demo cho anh chị em. Rồi. Ví dụ như cái một số cái ảnh mà bữa rồi Tuấn với cả chị Phương Thúy đi khai trương văn phòng Cú Chen chẳng hạn. Thì Tuấn cũng có thể cho ra được một cái video như này. Không nghe tiếng đúng không mọi người? Vừa bật mic mà vừa chia sẻ màn hình á, nó sẽ bị cái xảy ra cái trường hợp đó. Rồi, máy tính của Tuấn đã khởi động lại và đang vào lại rồi đây. Nhớ hot duyệt với nhé.
cho nên là nó khá là bất tiện. Sorry tất cả anh chị em nhé, đã để mọi người chờ, nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Bây giờ mình có chia sẻ video mọi người cũng không nghe thấy gì đâu. Đôi khi sự cố thì phải chấp nhận thôi. Nhờ hót duyệt lại Tuấn Nguyễn nhé, và share cô hót luôn. Sáu giờ mười rồi, tranh thủ mình sẽ làm thêm một cái video bằng tay nữa đi, thủ công nữa đi, được không? Nhanh thôi. Rồi, Tuấn đã trở lại. Thì bây giờ mọi người có nghe thấy không nhỉ? Mình comment đi ạ. Đó, ok. Mình sẽ cho ok, đó là một trong những cái video mẫu, hay là những cái chúng ta có thể cho ra những cái video như thế này về sản phẩm chẳng hạn. Đó, video ngắn thôi. Càng ngắn thì cái cơ hội mà làm sao ạ? Bây giờ Tuấn mới nói tới cái việc là nền tảng nó phân tích cái video của mình theo cách là khi mà nó phân phối á, nó sẽ phân tích là cái lượt mà xem hết video là bao nhiêu, cái số lượng người ở lại xem video đó và số lượng người xem đi xem lại là bao nhiêu, và tương tác tim comment cũng như là chia sẻ là bao nhiêu, thì nó sẽ đưa ra những cái kết quả và nó sẽ quyết định rằng là video của chúng ta có tiếp tục được đề xuất hay không. Chính vì vậy, một cái mẹo mà dành cho chúng ta đó là thời gian đầu mà chúng ta chưa có được nhiều tương tác thì chúng ta nên làm những cái video thật là ngắn thôi, càng ngắn càng tốt, 10, 15 giây đều được. Thì như vậy là cái cơ hội để người ta xem hết video của mình rất là dễ dàng, hoặc người ta chỉ có xem 5 giây người ta thoát ra, đúng không? Thì như vậy là cũng đạt 50% rồi. Đó. Hay là những cái video như này. Nhiều khi mình chọn mẫu xong rồi mình làm, nhưng mà nói chung là mẫu nó cũng không có phải là quá xuất sắc ha. Rồi những chị em phụ nữ thì có thể là kéo view, kéo tương tác bằng những cái video như thế này. Ha. Rất là nhiều mẫu để cho mọi người lựa chọn. Thì cái mẫu này là gì đây? Chỉ cần nhắm mắt cùng nhìn dòng người bên em trong những đêm mưa tuần rơi, em bỗng thấy cuộc đời xanh hơn và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa. Rồi, về phần mẫu này thì mọi người hiểu chưa nhỉ? Biết cách làm rồi đúng không? Cùng comment đi ạ. Chúng ta thấy cái chức năng này của CapCut ra làm sao? Khá là hay đúng không? Rồi. À, còn một điều nữa, đó là nếu mà CapCut của anh chị em chúng ta đã làm sao, đã cập nhật rồi thì nó sẽ như thế này. Ủa, tại sao mình không kéo được ở đây? Chúng ta có nhìn thấy cái máy nhắc chữ ở đây không nhỉ? Máy nhắc chữ đây. Đây là một cái chức năng cập nhật mới nhất của CapCut mà đang chưa có nhiều người biết. Đúng rồi. Chị Tươi cập nhật thông tin rất là nhanh. Ở đây á, máy nhắc chữ này nó chức năng y hệt như của Wutacam luôn, anh chị em ạ. Thế thì chúng ta có thể không cần tải Wutacam về, mà chúng ta quay trực tiếp trên CapCut được luôn, và không cần thuộc kịch bản. Đấy.
không cần thuộc kịch bản như thế nào thì chúng ta xem lại những cái video buổi trước nhé. Tuy nhiên thì Tuấn đã sử dụng thử và Tuấn thấy là về cái phần bộ lọc thì vẫn còn đang hơi khan hiếm, nên là thôi mất công chút xíu, nhưng mà chúng ta quay bằng Mutacam nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi chúng ta đưa qua CapCut để chỉnh sửa. Mỗi một phần mềm nó sẽ có một cái chuyên biệt riêng. Từ xưa giờ thì mọi người đều hình dung CapCut là để chỉnh sửa video đúng không? Đâu có ai nghĩ là để quay video mà không cần kịch bản. Nhưng mà rồi tiến tới thì CapCut sẽ cho ra những cái bộ lọc là ok hơn nữa, và từ đó thì chúng ta có thể là không cần phải sử dụng những cái phần mềm khác nữa. Mỗi tội video chưa đẹp, chính xác. Ở đây, rồi Tuấn sẽ quay trở lại cái nhóm Zalo của chúng ta nhé, để xem là có video nào của các anh chị em chúng ta đã gửi lên chưa. Team edit video, ok. Có chị Tâm. Hai chị Tâm luôn. Ủa sao Tuấn không nghe gì ta? Video này là sao đây? Mọi người có nghe gì không? Ta Tuấn không nghe gì ta? Không nghe luôn này. Không nghe hả? Thôi lấy đại một cái để mình cho em hỏi là một trong hai chị Tâm này có mặt ở trên phòng Zoom không, thì mình giơ tay lên nhé. Chị Nguyễn Tâm và chị gì đấy, hai chị Nguyễn Tâm luôn, các chị giơ tay lên nhé. Em sẽ hỗ trợ là chỉnh sửa trực tiếp demo luôn cho mọi người cùng xem. À, còn một cái video của chị Ngân nữa. Chị Ngân có mặt ở phòng Zoom không? Bởi vì em thấy chị Ngân là gửi sớm nhất này trong số 3 chị. Chị Ngân ơi, chị không biết giơ tay. À, chị là chị Tâm đúng không? Chị Ngân. Rồi. Bây giờ em sẽ tải cái video của chị về, bởi vì em không nghe thấy cái tiếng, cho nên em cũng không hiểu là cái ý đồ của video của chị là cái gì, cho nên em sẽ tải về máy, sau đó là em đưa vào CapCut. Ok ạ. Rồi thì cái bước đầu tiên khi mà vào CapCut thì chúng ta sẽ là dự án mới đúng không, làm dự án mới. Rồi đã thấy video của chị xuất hiện đây rồi, chúng ta sẽ chọn video mà mình muốn chỉnh sửa, tích vào đây, nó lên số 1 đúng không, và bấm vào thêm. Chúng ta sẽ chạy thử nhé. Chị Ngân ơi, vì sao phải bổ sung kẽm cho trẻ? Ba mẹ biết không, kẽm tìm thấy chủ yếu trong não bộ, hết hồn chưa? Do đó khi bổ sung kẽm đầy đủ thì trẻ phát triển về trí tuệ và hệ thần kinh. Thiếu kẽm sẽ khiến trẻ chậm phát triển về chiều cao, xương khớp bị ảnh hưởng, bé hay bị cau gắt và rối loạn về tâm tính nha. Vụ này ba mẹ hay quan tâm nè. Kẽm là hoạt chất giúp duy trì và bảo vệ tế bào vị giác. Do đó khi cơ thể thiếu kẽm thì trẻ rất là chán ăn, ăn không ngon miệng và thường xuyên bỏ bữa. Đặc biệt thiếu kẽm đồng nghĩa với việc là thiếu dưỡng chất nuôi dưỡng biểu mô, lâu ngày sẽ gây ra như là rụng tóc, móng tay mỏng hay gãy, da sạm, rất là dễ bị kích thích. Kẽm là hoạt chất quan trọng trong hệ miễn dịch. Trẻ ngủ không ngon thì chúng ta nên là thịt, sữa, thịt, có thêm yến xào và queo mâm. Phòng ngừa bệnh vặt, dạng nước rất là dễ uống, bé nào cũng thích. Mong
Cái video này của chị có phải chị làm về sản phẩm Netgo đó chị Ngân? Mình đang nói về cái chức năng công dụng của kẽm đối với cơ thể. Và sau phần sau á, phần thứ hai của video là chị muốn nói về giới thiệu về sản phẩm Netgo và những cái thành phần công dụng chính của nó đúng không chị Ngân? Đúng rồi. Ok, em hiểu ý đồ của video này. Nhưng mà em thấy chị quay là 2 phút. Tốc độ nói của chị thì ở mức hơi chậm chút xíu. Như vậy thì việc đầu tiên là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Video của chị đang quay với tỷ lệ là 1:1, là vuông đó, 1:1. Và để nếu video này mình cứ để nguyên định dạng như này, mình sẽ đăng lên là tường Facebook thôi. Ok không ạ? Tường Facebook. Chứ đăng lên ví dụ như là Facebook Reel hay là TikTok hay là YouTube. YouTube thì nó cũng không có thích hợp với cái định dạng này. Một là 45, nếu mà chuẩn của nó là 16:9, hai là 45 thôi. Đó. Như vậy thì nó hơi bị lãng phí cái video của mình đó, hơi lãng phí. Cho nên là chị muốn đăng lên nền tảng nào chị Ngân nhỉ? Mình đăng lên tường Facebook luôn nhé. Nếu như mình muốn đăng lên TikTok rồi Facebook Reel hay YouTube, một cả ba nền tảng đó luôn, thì chúng ta nên quay dọc video nhé. Và làm sao giới hạn cái thời lượng của nó khoảng 1 phút, cùng lắm là 1 phút rưỡi thôi. 1 phút rưỡi thì cũng vẫn là khi đưa lên YouTube là vẫn bị cắt bớt 30 giây đó, cho nên là dưới 1 phút là đẹp nhất. Mình sẽ nói nhanh thôi. Chị Ngân trả lời em đi, nếu không thì chị bật mic lên, nhờ host cho chị bật mic luôn đi, để sẽ vừa làm vừa hỗ trợ. Bây giờ mình sẽ đăng, xác định là mình sẽ đăng lên tường của YouTube với tỷ lệ là Chị muốn đăng hết cả ba nền tảng luôn em. nếu vậy thì chị quay như thế này, mình sẽ nếu mình chuyển sang, chị nhìn đây này, khi mình chuyển sang tỷ lệ đúng của nó nhé, tỷ lệ mà thích hợp với cả ba nền tảng ấy, thì nó sẽ bị như thế này. Ví dụ mình chọn 9:16 đi. Đó, nó sẽ bị đen ở phía trên và phía dưới của cái màn hình này. Hôm trước thì Tuấn cũng có bày cho mọi người một cách là làm sao để cho nó hết đen. Thực ra nó không có đẹp lắm đâu. Để mà hút mắt người xem thì thực ra là cái cách đó chỉ là chống chế mà thôi. Hoặc là một là chúng ta làm mờ đi, hai là chúng ta sẽ thêm những cái banner màu và chèn chữ lên trên đó, ở phía trên và phía dưới của video này. Ok, em sẽ theo ý của chị nhé. Chị đang muốn đăng trên cả ba nền tảng. Như vậy thì điều thứ nhất là phải thay đổi tỷ lệ, rồi làm sao để nó lấp kín cái khoảng trống màu đen. Điều thứ hai đó là video đang quá dài, đang quá dài. Vậy thì chúng ta sẽ phải cắt bớt nội dung đi. Vậy thì chỉ có chị thì mới biết được là đoạn nào cắt được, đoạn nào không cắt được. Ở đây Tuấn sẽ chỉ là demo cách 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 cắt thôi, chứ Tuấn không thể nào mà ngồi nghe để mà mình cân nhắc xem là câu này bỏ đi, câu kia giữ lại, thì nó sẽ rất là mất thời gian của mọi người trong buổi Zoom ngày hôm nay đúng không? Cho nên Tuấn sẽ chỉ là demo thôi. Và chị Ngân có ok không ạ? Bây giờ em sẽ cắt đi, chỉ còn là em sẽ kéo tới, ví dụ nha, ví dụ thôi, là cái đoạn này chị đang muốn bỏ đi, nhưng mà đừng cắt vội. Hôm trước Tuấn có dặn mọi người là cái thao tác đầu tiên khi mà trước khi mình cắt thì mình sẽ phải làm gì? Có ai còn nhớ bài không? Nếu ví dụ dài quá thì mình chỉnh tốc độ nhiều khi á, theo Tuấn thấy thì khoảng 1:2 đổ lại thôi, chứ mọi người đừng nên kéo lên thành 3 3x hay là 4x, 5x thì nó sẽ rất là cái tiếng của mình nó méo méo, đâu có ai nghe được đâu. Nên là với những cái video mà chúng ta ngồi và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm thì tốc độ chỉ nên để 1:2 đổ lại thôi. Trong trường hợp chúng ta nói chậm 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 quá thì mình mới để tới 1:2, còn không là mình để 1:1 thôi.
tăng lên 0,1 là vừa đẹp rồi. Với những video mà chúng ta không nói thì chúng ta tua nhanh bao nhiêu cũng được. Ok ạ. Ví dụ là video chạy chữ giống như mấy cái mẫu vừa rồi đó. Thế thì việc đầu tiên khi mà trước khi tách cơ mà chị Tươi, đó là chúng ta sẽ phải xem là ánh sáng bộ lọc đã đẹp chưa. Ở đây thì em thấy là em thấy là hơi nhờn nhạt, đúng không? Chúng ta sẽ vào phần bộ lọc, kéo này vào bộ lọc nhé, chọn những bộ lọc mà không có chữ pro nha mọi người. Ví dụ ở đây là ngà lạnh đi chẳng hạn, xem nào. Đó, video đã sáng hơn rồi. Hay là sáng ra, sáng ra thì làm sao thấy cũng sáng. Hay là xanh cam thì như nào? Xanh cam cũng không được đẹp. Trắng kem mọi người cũng hay sử dụng cái này này. Trắng sứ, rất là nhiều cái nhá, mọi người cứ thử và sẽ thấy cái bộ lọc nào phù hợp thì chúng ta sẽ bấm vào dấu V. Trong trường hợp á, Tuấn dặn mọi người một cái như này này, tức là mẹo thôi. Ví dụ trong trường hợp chúng ta có 4 tới 5 đoạn video hay là rất là nhiều đoạn video cần ghép lại, đúng không? Và chúng ta muốn sửa bộ lọc của tất cả những cái đó, không cần phải thao tác từng cái một, thì chúng ta sẽ kích vào đây này, bấm vào tất cả. Khi mình chọn bộ lọc rồi, mình sẽ bấm vào tất cả nhé. Rồi, đã áp dụng với tất cả clip, mọi người thấy chưa? Như vậy là tất cả các cái đoạn clip sau đều được áp dụng cái bộ lọc này. Ok không ạ? Hết bộ lọc thì tiếp theo là tới tốc độ. Mình nên là sửa tốc độ ngay trước khi mà mình cắt nhỏ cái video ra, đúng không? Bây giờ em thấy chị Ngân là nói hơi chậm. Chị Ngân ơi, vì sao phải bổ sung kẽm cho trẻ? Ba mẹ biết không? Kẽm tìm thấy chủ yếu trong não bộ. Hơi chậm chị nha. Em nghĩ là cái này cho lên khoảng 1.2 thử coi nào. Mọi người sẽ chọn vào cái này nhé, tốc độ. Ghi nhớ là muốn sửa cái gì thì chúng ta phải kích vào cái đó cho nó sáng lên. Ví dụ như ở đây mình đang không nhìn thấy tốc độ ở đâu, đúng không? Đó, không thấy tốc độ. Vậy thì mình muốn sửa tốc độ của cái clip này, mình sẽ phải bấm cho nó sáng lên. Bấm vào đây. Mình thấy viền trắng xuất hiện chưa? Khi nào viền trắng xuất hiện là chúng ta đang chọn cái chủ thể đó để chúng ta thao tác trên cái chủ thể đó. Rồi khi mình kích vào cho nó sáng rồi, mình sẽ thấy là tốc độ, âm lượng, hiệu ứng động, vân vân. Đấy, mình chọn là tốc độ nhé. Ở đây có những cái hiệu ứng giống như hiệu ứng phim á, giống như viên đạn ấy, bay veo cái xong rồi chậm 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 lại, thì nó ở phía sau này, uốn cong này. Nhưng mà cái này thì cũng ít khi sử dụng, mà nếu sử dụng á thì mình sẽ phải chỉnh sửa theo ý của mình, là nhanh khúc nào chậm khúc nào thì nó cũng không có tiết kiệm thời gian của mình bao nhiêu. Tùy anh chị em có thể sử dụng. Hoặc là chúng ta muốn sửa clip đều chạy khắp cái clip luôn, là tăng tốc độ hay là giảm tốc độ, thì chúng ta sẽ vào cái mục là bình thường nhé. Bình thường đây, kéo cái thanh trượt này tới khúc nào mà mình muốn. Ví dụ ở đây mình đã xác định rằng là chỉ tăng lên một chút xíu thôi, để cho nó video nó không quá chậm, thì Tuấn sẽ tăng lên là 1.2 1.2x. Thấy chưa? Ok, bây giờ mình sẽ tích dấu về, mình nghe lại nhé. Chị Ngân ơi, vì sao phải bổ sung kẽm cho trẻ? Ba mẹ biết không? Kẽm tìm thấy chủ yếu trong não bộ. Hết hồn chưa? Do đó cả nhà mình đã thấy tốc độ của nó phù hợp chưa? Cùng comment đi, mình lại buồn ngủ lại rồi sao nhỉ? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ xem nhé. Xong cái công tác là sửa bộ lọc, sửa âm thanh, sửa tốc độ. Âm thanh thì em thấy là hơi nhỏ, đúng không? Mình sẽ tăng âm thanh lên chút xíu. Lại kích vào đây cho nó sáng lên. Rồi, mình chọn âm lượng. Được không ạ? Mình kéo nó lên. Ví dụ mình sẽ kéo lên
200% đi. Hay là 155 thôi được, 100. Chị Ngân ơi, vì sao phải bổ sung kẽm cho trẻ? Ba mẹ biết không, kẽm tìm thấy chủ yếu trong não bộ. Hết hồn chưa? Do đó khi bổ sung kẽm. Rồi, cái này sẽ thích hợp với những anh chị em mà chúng ta không sử dụng mic thu âm. Ví dụ có cái mic này thì mình sẽ không cần phải tăng âm lượng đâu. Nhưng mà không sử dụng mic thu âm thì sẽ bị cái điện thoại của mình nó quá xa ấy, và cái tiếng của mình nó bé. Vậy thì mình sẽ phải sử dụng chức năng tăng âm lượng này để tăng lên. Mặc dù là nó có một cái bất lợi, đó là khi mình tăng lên thì những cái tiếng ồn nó cũng tăng lên. À, nên là chúng ta nên chú ý cái điều này. Tăng ở mức vừa phải thôi. Rồi còn rất là nhiều chức năng nâng cao nữa, nhưng mà ngày hôm sau Tuấn sẽ nói nhé. Còn hôm nay là Tuấn sẽ bày cho mọi người cách đơn giản nhất để làm ra cái video đã. Rồi Tuấn ví dụ cái đoạn, từ cái đoạn này, bắt đầu từ cái đoạn này Tuấn muốn bỏ nó đi chẳng hạn. Tuấn muốn bỏ nó đi. Rồi mình sẽ kích vào cho nó sáng lên. Cái thao tác đầu tiên bao giờ cũng vậy nhé. Sau đó là nó sẽ hiện lên là tách này, tốc độ, âm lượng. Mình sẽ tách nó ra. Rồi kéo tiếp tục tới cái khúc nào mà kết thúc cái đoạn mình muốn bỏ đây. Ví dụ bắt đầu từ cái đoạn này trở đi thì Tuấn lại muốn lấy, Tuấn không muốn bỏ nó nữa, thì mình lại tách tiếp một lần nữa. Được không? Tách tiếp. Rồi sau khi mình tách thì mọi người sẽ thấy rằng là, mình thu nhỏ lại chút xíu nhé, để nhìn này. Mọi người sẽ thấy rằng là clip của chúng ta sẽ đã bị chia làm 3 đoạn rồi. Đoạn thứ nhất, đoạn thứ hai và đoạn thứ ba. Và chúng ta muốn bỏ đi cái đoạn giữa này là vừa được cắt ra đó, thì chúng ta sẽ kích vào đó cho nó sáng lên, rồi chúng ta sẽ xóa. Ok không ạ? Xóa. Như vậy là chúng ta còn lại 2 đoạn. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có 2 cách để chúng ta lấp đầy cái khoảng trống phía trên phía dưới của cái video này, đúng không? Tuấn đã bày mọi người trong 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 buổi trước rồi. Bây giờ mình sẽ thao tác luôn. Ví dụ như Tuấn muốn làm mờ, cho nó mờ thì chúng ta sẽ chọn vào là ở đây là có cái mục, mình sẽ cho nó sáng lên trước nhé. Cái mục mình kéo tuốt ra đằng sau này, mình sẽ chọn là, ô không phải cái này, bảng vẽ đâu ta, à đây, mình không 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 cho nó sáng mà mình sẽ sử dụng chung cho cả clip thôi, cho nên là mình sẽ kích ra ngoài màn hình nhé, kích ra ngoài cái chỗ khoảng không này này. Rồi ví dụ nó đang sáng như này, mình sẽ kích ra ngoài khoảng không này. Đó, nó sẽ tối đi và nó sẽ hiện lên các cái chức năng như là chỉnh sửa âm thanh văn bản đấy. Mình sẽ kéo ra đằng sau, mình chọn bảng vẽ đi, bảng vẽ nhé. Rồi mình sẽ chọn là mờ, nên chọn mức đầu tiên thôi nhé mọi người, mức đầu tiên đây này, cái cấp độ mờ. Đó, như vậy là sau khi mình chọn rồi thì có phải là cái video của mình nó đã được lấp đầy những cái khoảng đen rồi không anh chị? Và nó sẽ có cái hiệu ứng là mờ ảo khi mà vì người sao mình phải bổ sung kẽm cho trẻ? Ở background. Ba mẹ biết không? Kẽm tìm thấy chủ yếu. Và cái khoảng trống này này, mình hoàn toàn có thể cho tiêu đề, tiêu đề và những cái phụ đề vào đây được. À, ok không? Để mình lấp chỗ trống. À, đang chưa hiểu cái ý của anh Tuấn Thanh lắm. Vào cây kéo dùm mình thôi, được rồi, cái đó hỗ trợ sau trên nhóm nhé. Rồi khi mà mình vào bảng vẽ, nó còn một cái nữa, đó là mình chọn màu á, màu sắc đây này, màu sắc thì mình sẽ chọn ví dụ như là màu mình muốn, màu này chẳng hạn. Đó thì đây cũng là một trong những cách mà rất nhiều người làm. Mình sẽ cho màu nó lên và sau đó chúng ta thêm chữ. Đó. Rồi quay trở lại màn hình chính này. Ví dụ chúng ta bắt đầu muốn thêm chữ ở đoạn nào thì chúng ta phải kéo cái thanh timeline này về cái chỗ đó, đúng không? Ở đây thì Tuấn muốn nó xuất hiện cả clip luôn, thì ngay từ đầu Tuấn phải kéo lại. Sau đó là Tuấn sẽ chọn vào chức năng là văn bản. Văn bản.
ta sẽ chọn thêm chữ. Ví dụ là chị gì nhỉ? Ngân Nguyễn đúng không? Ngân Nguyễn. Chuyên gia dinh dưỡng. Ngân Nguyễn. À cái gì ta? Hay là video này thì chúng ta sẽ nói về sản phẩm đi, thì chúng ta sẽ nói là NetGo. Ở phía trên ấy mình cho chữ NetGo to, ở phía dưới mình sẽ cho là dòng mô tả về chức năng của nó đó. À, bé ăn khỏe, mẹ an tâm chẳng hạn. Tôi nghe câu này rất là nhiều. Chúng ta sẽ chọn gõ chữ NetGo đầu tiên đã nha. NetGo thì chúng ta nên viết hoa tất. Mình sẽ kích hai lần vào cái mũi tên này, nó sẽ cho mình cho phép mình là viết hoa tất này. NetGo. NetGo. Rồi, sau khi chọn gõ chữ rồi, chúng ta sẽ chọn vào phông chữ. Phông chữ thì chúng ta có thể thay đổi nhé. Ví dụ như là nếp gấp hay là đường dây. Đó là một tạp chí này cũng được. Nhưng mà tạp chí này thì nó không được dễ đọc cho lắm. Mình ưu tiên cái chức năng đọc nhé. Mình sẽ chọn là nếp gấp, nó sẽ hợp lý nhất. Ok. Sau đó là tới phong cách này. Chữ ở đây nếu mà nền mà màu màu này thì chữ màu gì hợp lý anh chị em nhỉ? Theo cái vòng tròn mà màu sắc ấy, thì mình sẽ chọn là màu, có thể là màu xanh, nó sẽ bắt mắt. Màu xanh. Chúng ta sẽ kéo nhé và sẽ chọn cái màu ở đây. Được, ở trên cũng được, ở dưới cũng được. Ví dụ như ở đây Tuấn sẽ chọn là màu xanh. Rồi, nó đã biến thành màu xanh. Nhưng mà xanh đậm quá, xanh vừa thôi. Ok. Hoặc là đó thôi. Xanh mà xanh của NetGo thì nó lại là màu này này. À ok. Như vậy là Tuấn nhận ra một điều rằng là có lẽ mình nên thay đổi chính cái nền này này thành cái màu của cái hộp NetGo, nó sẽ đẹp hơn, màu xanh. Vậy thì chúng ta sẽ lại quay trở lại cái chức năng lúc khi ban nãy, back lại bảng vẽ này, chọn lại nhé màu sắc, chọn cái màu nó giống với của hộp NetGo. Nếu ở đây không có thì chúng ta sẽ vào phần đây này, chúng ta sẽ kéo này, đúng không? Rồi, đã thấy xanh lên rồi. Xanh lên rồi. Ok, ok. Như vậy thì nó đã thay đổi sang màu xanh rồi. Nhưng mà cái, còn phần chữ thì chúng ta lại không để màu xanh nữa. Mà chúng ta sẽ để màu màu cam giống của hộp NetGo. NetGo nó có hai màu. Thì chúng ta nên là sử dụng chính cái màu chủ đạo của cái sản phẩm đó cho cái video, nó sẽ hợp lý hơn anh chị em nhé. Ở đây khi mà chúng ta muốn sửa cái chữ này thì chúng ta sẽ quay lại màn hình chính này và chọn vào là văn bản. Văn bản thì nó sẽ hiện lên cái thanh văn bản của mình mới mới làm đây, đúng không? Mình sẽ click vào đó. Bây giờ mình sẽ chọn vào cái chỉnh sửa của cái bút đây, hình cái bút chỉnh sửa và chọn lại phong cách hoặc là hiệu ứng đều được nhé. Phong cách chúng ta sẽ chọn màu, rồi vào thanh màu này sẽ chọn nhanh hơn. À, ví dụ như màu này, ok, khá là ổn rồi, nhưng mà còn cỡ thì nó vẫn đang hơi hơi bị bé, mình sẽ chỉnh sửa xong. Ví dụ như là chúng ta muốn tô viền của nó thì chúng ta vào chức năng là tô viền đấy nhé. Nhưng mà ở đây thì Tuấn thấy không cần thiết. Hoặc là vào hiệu ứng thì nó sẽ có những cái mẫu sẵn cho mình. Ví dụ như ở đây là mẫu gradient của màu cam đó. Rồi, có thể chọn cái chữ này luôn bởi vì là nó cho ra cái hiệu ứng đẹp mắt hơn. Hơn là so với là một màu truyền thống, đúng không? Cả nhà. À, bây giờ đã là 6:38 rồi ấy. Thì mọi người, theo ý kiến mọi người thì chúng ta nên tiếp tục hay là mình để dành buổi sau. Ở đây thì những cái chức năng thao tác cơ bản thì Tuấn đã chỉ gần như là xong hết rồi. Ví dụ như ở đây là mình xong chữ rồi nhé.
mình kéo nó tới cái vị trí mình mong muốn. Chúng ta cùng cho ý kiến đi, có nên học tiếp hay không? Và mọi người có thể học tới mấy giờ thì có thể cho ý kiến. Tiếp tục cho hết video này. Ở đây á, khi mình muốn cái chữ này nó sao có vẻ máy của Tuấn bị đơ, không chọn được nữa. Bình thường là mình kéo nó được về cái vị trí mình mong muốn, và sao giờ mình không kéo được ta? Có biểu tình. Đây ví dụ mình kéo dài dài ngắn là do mình nhá. Rồi. Tại sao không kéo chữ về vị trí được? Xóa đi. Điểm lại. À, nét rồi. Sao vậy ta? Kéo được về, ví dụ mình muốn kéo nó lên trên này, xong mình phóng to nó ra mà sao không được ta? Kỳ vậy. Mình sao chép nó ra một cái khác cho nó. Cũng không được luôn. Mình ao nó ra. Rồi mình sẽ vào lại nhé. Rồi, đã. Bây giờ mình đã kéo nó được rồi. Cho nên nhiều khi á, các cấp nó bị đơ thì các anh chị em chúng ta nên ao nó ra và làm lại nhé, vào lại. Yên tâm là cái dự án của mình nó sẽ tự động lưu, cho nên nó sẽ không mất những cái thao tác trước đó của mình nhé. Ok, mình sẽ kéo vào cái thanh hình vuông đây nè. Hình vuông này là để phóng to thu nhỏ được không? Đó. Mình sẽ phóng to nó ra. Hết vu. Thì ok. Còn phía dưới này thì sao? Mình sẽ cho nó một dòng chữ là bé bé thôi. Bé ăn khỏe, mẹ an tâm thôi. Ở dưới này thì không cần viết hoa nhé. Bé ăn khỏe. Tùy mọi người thôi. Thích kiểu gì mình cũng làm được hết. Bé ăn khỏe. Rồi gạch ngang. Mẹ an tâm. Viết hoa chữ đầu thôi. An tâm. Ok, kéo tới vị trí mình mong muốn này, căn đều hai bên nhé. Ok, như vậy là cái phần phía dưới này mình hoàn toàn có thể là chèn thêm cái hình ảnh hộp NetGo vào được, đúng không? Mọi người tải ảnh hộp NetGo về và chèn, xóa phông nó đi, xóa cái viền trắng nó đi ấy. Hoặc là có những cái ảnh mà người ta đã, nhà cung cấp đã chuẩn bị sẵn cho mình rồi, là ảnh PNG là không nên đó, thì mình sẽ lồng nó vào và mình sẽ bớt được một cái thao tác là cắt ảnh. Tuấn ví dụ nhé, Tuấn sẽ lên mạng tìm luôn, nhanh thôi. NetGo PNG đúng không? Ở đây mình gõ vào là NetGo PNG. PNG là ký hiệu của ảnh không nền đó. Thì sau khi mình tìm kiếm nhé, chúng ta sẽ bấm vào là hình ảnh. Ok, nó sẽ cho ra ví dụ như cái này đi, xem nó có phải là PNG không. Đúng rồi, những cái nào mà nó có cái kẻ caro mà màu trắng, màu xám ở dưới này, có nghĩa là cái ảnh đó nó không có nền nhé. Đấy chị em, chúng ta sẽ tải nó về. Bấm vào giữ ngón tay này. Rồi, tải hình ảnh về. Đã xong, bây giờ mình quay trở lại các cấp. Bây giờ làm sao để mình chèn nó vào cái video này? Chúng ta sẽ back lại màn hình chính đi. Rồi chúng ta thêm lớp phủ. Bấm vào
thêm lớp phủ. Chọn qua tới hình ảnh nhé. Nếu lớp phủ là video thì chọn video và lớp phủ là hình ảnh thì chọn hình ảnh. Rồi, sau khi chọn cái hình ảnh mình mới tải về, mình sẽ bấm vào là thêm. Cái hình Netgo nó đã xuất hiện rồi. Và bây giờ việc của chúng ta là kéo nó tới cái vị trí mà mình mong muốn. Thu nhỏ, phóng to, tùy ý mình nhé. Chúng ta sẽ dùng hai ngón tay chạm vào cái màn hình lớn ở phía trên này này. À, hiện tại nó đang chọn cái hộp Netgo cho mình rồi. Như vậy là mình sẽ chạm hai ngón tay, một vào đây, một vào đây. Chẳng hạn mình sẽ thu nhỏ nó lại chút xíu để mình có thể kéo nó xuống dưới này. Ok không ạ? Thao tác luôn nha. Chút nữa. Đúng rồi. Cỡ này. Mình sẽ để nó vào cái vị trí mình mong muốn. Ví dụ như ở đây. Ok không ạ? Rồi chúng ta có thể thêm những cái hình khác nữa. Là tùy ở mình nhé. Rất đơn giản thôi. Vậy thì cái lớp phủ này chúng ta muốn nó xuất hiện hết từ đầu đến cuối video, chúng ta sẽ phải chọn vào nó. Chọn vào nó. Hiện tại nó mới có 3 giây thôi. Cái hình ảnh này nó sẽ xuất hiện trong vòng 3 giây đầu. Sau đấy thì nó sẽ biến mất. À, vậy thì chúng ta sẽ tích vào nó. Khi nào mà nó xuất hiện là hai cái thanh này để mình có thể là kéo dài, thu ngắn là tùy mình đó. Thì mình sẽ làm sao kéo nó hết cái clip luôn. Đó. Ok. Bị quá rồi, bị lố rồi nhưng không sao nhé. Chúng ta có thể lấy ngón tay chúng ta kéo quay trở lại tới cái đoạn vừa hết video đây. Rồi, chúng ta sẽ lại bấm là tách nha. Tách nó ra. Không cần phải là lấy ngón tay kéo lại thì nó sẽ mất thời gian và nó sẽ không chính xác cho mình đâu. Mình sẽ tách nó ra đúng cái đoạn mà mình muốn cắt thôi. Rồi, vậy thì nó sẽ tự động chọn đoạn thừa ra cho mình. Và mình sẽ chỉ việc là xóa. Như vậy là nó đã hết cái đoạn thừa đằng sau rồi. À, còn lại thì chữ đấy. Chữ và cái màu xanh này này. Hiện tại là nó đang không có đi hết cái clip. Thì chúng ta làm sao cho nó kéo hết cái clip là được. Rồi, qua tới đây thì cái màu xanh nó đã biến mất. Vậy thì chúng ta sẽ lại tiếp tục chọn lại cái bảng vẽ này. Và màu sắc nếu để giống cái màu ban đầu á thì chúng ta nên chọn hai cái màu này theo cái hình của cái hộp Netgo luôn đó. Đây ví dụ như này, theo hộp Netgo luôn xong. À, hình phía trước thì nó đang hơi bị tươi quá, rồi mình sẽ chọn lại cái hình phía trước cho nó bớt tươi hơn chút xíu. Màu sắc chọn lại. Ok, như vậy là nó đã đồng nhất với nhau rồi đó. Hai màu nó đã đồng nhất. Và chữ nữa, mình sẽ kéo, mình sẽ bấm lại vào văn bản nhé. Văn bản mình muốn sửa chữ thì mình bấm vào văn bản, muốn sửa lớp phủ thì mình bấm vào lớp phủ. Đó là nguyên tắc. Rồi mình sẽ muốn kéo dài nó ra, mình sẽ kích vào cho nó sáng lên. Mình sẽ kéo ra 47 rồi, chắc là cũng xong được video này đó. Rồi, tiếp tục cái thứ hai. À, mình sẽ kéo cái thanh trượt quay trở lại đúng cái đoạn mà mình vừa hết video nhá. Rồi kích từng cái và tách nó ra. Tách nó ra. Kích từng cái. Tách nó ra. Rồi mình sẽ xóa những cái phần thừa đi. Ở đây thừa này. Ở đây thừa này. À, chúng ta có để ý thấy cái màu đen mà nó có chữ play ở đây không? Đó là một cái đuôi mặc định của CapCut. Khi mà chúng ta sử dụng CapCut ấy, đó nó sẽ xuất hiện cái outro. Cái này nó gọi là cái outro mặc định của CapCut. Thì thực ra nó không đẹp. Và thông thường chúng ta sẽ muốn bỏ nó đi. Vậy thì chúng ta sẽ kích vào cái phần màu đen ở phía sau. Mặc dù nó hơi khó nhìn nhé, nhưng mà nó đang xuất hiện đó. Vậy thì chúng ta sẽ kích làm sao để cho nó sáng lên. Kích vào. Đó. Chúng ta xóa nó đi. Rồi, như vậy là một cái video đã hoàn chỉnh. Và công việc của chúng ta còn lại là chúng ta sẽ thêm nhạc vào nữa. Thêm nhạc và có thể là thêm một số cái hình ảnh. Bây giờ chức năng thêm nhạc là sao?
mình sẽ ở ngoài màn hình chính, mình kích ra ngoài nhé, kích ra ngoài khoảng không này, không có cái gì, mình sẽ thấy nó xuất hiện cái thanh này, đó là chỉnh sửa âm thanh rồi văn bản đó. Thì mình sẽ kích vào âm thanh. Ở đây thì nếu mà một cái video 1 phút 30 giây, mình chọn cái âm thanh có sẵn luôn ở trong trong CapCut cũng được. Ok. Kích vào âm thanh. Ở đây có rất nhiều chủ đề cho mình chọn nhé. À, Tuấn có lưu sẵn một số cái, ví dụ như ở đây á, anh chị em để ý rằng là chúng ta có thể lưu lại những cái bản nhạc mà chúng ta yêu thích. À, thì sau khi lưu nó sẽ xuất hiện vào đâu? Ở trong phần này. Đây, đã lưu đây. Kích vào đây nhé. Yêu thích. Hoặc là ở đây thì Tuấn chưa có, tại vì là Tuấn mới reset lại cái iPhone ấy, cho nên nó mất hết rồi. À, bây giờ mình sẽ tìm kiếm. Tuấn thấy một cái bài nhạc khá là nổi tiếng, đó là Animal. Animal gì ta? Thôi mình cứ tìm đại đi, nó sẽ ra. À, Animal Baby. Cái bài nhạc này khá được sử dụng thường xuyên đó, thì chúng ta nên lưu nó lại nhé. Tích để nghe thử. Khá là vui nhộn đúng không? À, cũng có thể là chúng ta với cái video này nó không được hợp lý cho lắm. Video này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nhạc như là piano không lời chẳng hạn, thì nó sẽ có thể là hợp lý hơn. Ở đây có thể là sử dụng những cái như là chức năng là beat này, beat cũng được, hay là chữa lành, thì nó sẽ liên quan nhiều tới chức sức khỏe đúng không? Chọn đi, rồi mình sẽ nghe thử một vài cái. À, cái ví dụ nhanh thôi nhé. Ví dụ như mình tìm thấy một cái bản nhạc mà mình cảm thấy vừa ý rồi, mình sẽ bấm dấu cộng này, bấm dấu cộng ở bên cạnh cái tên bài nhạc đó để mình thêm vào clip. Rồi, mình sẽ kéo thử nhá, mình kéo thử cái thanh trượt xem là cái này nó có đi hết cái clip của mình hay không. Ok, hiện tại nó đang thiếu mất cái đoạn đằng sau này. Mọi người có để ý không? Là nó đang chỉ tới đây thôi. Tới đây là nó hết rồi. Vậy thì làm cách nào để chúng ta sẽ có thể là kéo dài nó ra hết clip? Nếu chúng ta kích vào cho nó sáng lên, rồi chúng ta lấy ngón tay để mình kéo ra như thông thường á, chúng ta sẽ không kéo được. Bởi vì nhạc nó chỉ có tới đó thôi, mình có kéo làm gì còn nhạc nữa mà kéo. Thế thì cái cách xử lý là chúng ta sẽ nhìn cái thanh âm lượng đây này, đúng không? Và ví dụ ở phía sau này, như thanh âm lượng này thì nó sẽ hết tiếng rồi, không còn tiếng gì nữa. À, chúng ta sẽ kéo tới cái chỗ nào vừa hết cái tiếng đó. Ví dụ như khúc này Tuấn thấy là nó vừa hết cái tiếng của bài nhạc này. Mình sẽ bấm tách nó ra nhé, bấm tách nó ra. Rồi, xóa, xóa đoạn sau đi. Đoạn sau bỏ. Rồi, bây giờ tiếp tục mình kích vào cho nó sáng lên. Và mình sẽ chọn chức năng là sao chép. Ở phía dưới cùng đây, sao chép. Tự động nó đã nhân đôi cái bản nhạc lên cho mình rồi. Đó, được không ạ? Nhưng mà trước khi sao chép thì Tuấn sẽ chỉnh cái âm lượng cho nó hợp lý đã. Ở đây nó âm lượng nó đang quá to, nó lấn át cái tiếng của mình này. Cả nhà nghe thử nhé. Chăm sóc hệ miễn dịch. Vậy thì khi nào cần bổ sung kẽm cho trẻ? Thứ nhất, khi trẻ biết ăn. Mọi người lưu ý là nhạc nền thì chỉ để văng vẳng thôi, không nên để quá to, nó sẽ làm là khán giả không chú ý tới cái tiếng của mình và cũng không nghe rõ mình nói. Nên là chúng ta nên chỉ để âm lượng là, mình kích vào này, mình chọn âm lượng. Chúng ta nên chỉ để âm lượng đâu đó khoảng, tùy từng bài nhạc nhé. Ví dụ bài này nó du dương, nó nhẹ nhàng thì mình để tới 20, mình để tới tầm 20 cũng được. Chị Ngân ơi, vì sao phải bổ sung kẽm cho trẻ? Ba mẹ biết không? Kẽm tìm thấy chủ yếu. Còn một số bài nhạc mà nó giống như là nhạc beat, nhạc sàn ấy, thì chúng ta nên giảm, chỉ để khoảng từ, theo kinh nghiệm bản thân của Tuấn ấy, thì chúng ta nên chỉ để từ 7 cho tới 10 thôi, phần trăm thôi. À. Rồi, sau khi đã chỉnh sửa âm lượng ok rồi thì chúng ta sẽ nhân đôi nó lên. Sao chép.
mình sẽ kéo tới cuối clip nha, xem nó có thừa hay thiếu gì không. Vẫn thiếu, lại sao chép tiếp. Ok. Rồi, tới đây là mình không cần nhạc nữa đúng không? Mình sẽ cắt nó ra, kéo lại cái phần tách đây, cắt nó ra, thừa đoạn nào bỏ đoạn đó, xóa đi. Rồi, và thường thường á, cuối clip thì anh chị em chúng ta để ý rằng là bao giờ chúng ta cũng để cái nhạc nó nhỏ dần cho tới hết đúng không? Còn hơn hơn là mình để tắt bụp một cái như thế này. Đó, thì nó sẽ hơi bị hụt hơi. Chúng ta nên để nó nhỏ dần cho tới hết. Vậy thì chúng ta sẽ làm cách nào? Bấm vào cho nó sáng lên. Chọn làm mờ nhé, làm mờ. Rồi, ở đây là rõ dần này, rõ dần thì không cần trong cái trường hợp này. Mình chỉ cần là mờ dần thôi, mờ dần là nhỏ dần đó. Ok, mình để 1 giây, 2 giây đi, 2 giây đi. Ok, 2 giây một cũng được. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là ở đằng sau nó đang nhỏ dần tới hết đúng không? Đó, như vậy là ok. Xong phần nhạc nền chúng ta có thể là, ví dụ như những cái đoạn chị chỉ trỏ này, chỉ lên như này là mình đang nói tới một cái chức năng nào đó của kẽm chẳng hạn, thì mình sẽ tải cái ảnh kẽm về đúng không? Và chúng ta sẽ lại thao tác giống như ban đầu Tuấn có làm, đó là mình thêm lớp phủ, mình kéo tới cái đoạn này đúng chỗ chị Ngân chỉ tay lên. À, ok, mình sẽ thêm cái lớp phủ. Rồi mình sẽ thêm cái hình mình đã tải về nhé. Ở đây thì Tuấn chưa có tải, nhưng mà Tuấn ví dụ thôi, nó là cái hình này chẳng hạn. À, hình này thì Tuấn sẽ thêm nó vào. Rồi, nó đã xuất hiện trên màn hình và chúng ta sẽ thu nhỏ, phóng to và di chuyển tới chỗ nào chúng ta mong muốn bằng hai ngón tay nhé. Hai ngón tay mình sẽ thu nhỏ lại này. Mình sẽ kéo nó lên đúng cái chỗ đầu ngón tay chị Ngân đang chỉ. Được chưa? Ok. Rồi, mình cho nó xuất hiện mấy giây? Mình cho nó xuất hiện 3 giây thôi, cũng là hợp lý rồi. Và ở đây thì chúng ta nên thêm cái hiệu ứng âm thanh vào nhé. Ví dụ, chúng ta back lại đi. Đang ở đây đúng không? Chúng ta sẽ back lại. Kích ra ngoài khoảng không màn hình này. Rồi, back lại. Chọn âm thanh. Chúng ta sẽ thêm một cái hiệu ứng âm thanh vào, ví dụ là ở đây có hiệu ứng này. Rất là nhiều hiệu ứng để cho mọi người lựa chọn nhé. Ví dụ như là những cái tiếng như là tiếng chụp ảnh chẳng hạn. Đó, hoặc là tiếng, rất là nhiều tiếng. Tiếng wow, tiếng beep này. Beep này dành cho những cái trường hợp mà mình không muốn người ta nghe thấy mình nói gì. Nói bậy ấy, đúng không? Thì mình hay sử dụng cái này. Hoặc là blowing out candle, có nghĩa là thổi nến ấy. Thổi nến. Đó, tiếng này rất là hay. Thì chúng ta nên, trước khi mà thêm vào clip thì chúng ta lưu lại những cái mình hay sử dụng. Mình lại bấm vào đây để lưu. Lưu lại. Rồi bấm dấu cộng. Thêm vào clip. Nó sẽ xuất hiện đúng cái chỗ mà chị Ngân chỉ tay lên luôn. Mọi người nghe thử nhé. Vậy thì khi nào cần bổ sung kẽm cho trẻ? Thứ nhất, khi trẻ biết ăn, ăn không ngon. Tiếng nó đang không được hợp mà lý so với là hình ảnh. Ví dụ mình thấy nó đang, chị Ngân nói, thứ nhất là bắt đầu là cái này nó phải xuất hiện rồi đúng không? Ví dụ này, nghe này. Bổ sung kẽm cho trẻ. Thứ nhất, khi... Hình như cái video clip này chị Ngân thu một lần xong là chị ghi âm đúng không? Chị lồng tiếng đúng không? Em thấy là tiếng với hình của chị đang không được khớp cho lắm. Rồi, thì mình muốn cái này nó di chuyển, cái hình và cái tiếng hiệu ứng nó di chuyển tới cái vị trí mình đang để đây, thì mình sẽ kích vào nó cho nó sáng lên, rồi mình sẽ di chuyển tới đoạn mình mong muốn nhé. Đơn giản thôi. Rồi cái đây lớp phủ này mình cũng di chuyển vào tới, mình sẽ kích ngón tay vào làm sao cho nó mờ đi. Ví dụ nó đang sáng như này đúng không? Rồi, mình kích giữ ngón tay vào cái khoảng giữa của cái hình này, ở chỗ này này. Rồi, cho nó tối đi và mình sẽ kéo tới vị trí mình mong muốn. Ok không ạ? Ví dụ mình nghe lại đây. Kẽm cho trẻ. Thứ nhất, khi trẻ biết ăn, ăn không ngon miệng. Hiệu ứng nó đang bị lệch chút xíu âm thanh. Ở đây mình sẽ cho nó về phía trước chút xíu. Rồi. Thứ nhất, khi trẻ biết ăn, ăn không ngon miệng. Như vậy là đã xong cái video clip. Cứ đoạn nào mình muốn đưa hình ảnh
hay là video gì bảo mình sẽ thao tác như Tuấn vừa làm nhé. Việc của chúng ta bây giờ là xuất video ra và nhớ là xem cái này nó đã phải là 1080p chưa nhé. Đây là cái có nghĩa là cái chất lượng cao nhất của CapCut cho phép mình xuất ra. Nếu như mình chọn là độ phân giải nó càng thấp, ví dụ 480 chẳng hạn hay 720, thì nó sẽ cái file của mình nó sẽ nhẹ đi, nhưng mà bù lại thì làm sao, nó sẽ mờ, rất là mờ. Và chúng ta nên chọn 1080 với cái clip mà 1 phút 30 giây này ấy, thì nó đâu đó chỉ mười mấy 20 MB thôi, nó cũng không nhiều đâu. Nên mọi người cứ xuất ra nhé, xuất ra. Rồi. Trong lúc xuất thì mọi người nên để nguyên cái màn hình này, mình không nên chuyển sang ứng dụng khác. Bao giờ nó xuất xong thì mình mới chuyển ứng dụng nhé. Như vậy là chúng ta đã có được một cái video đó, từ âm thanh, hình ảnh, tốc độ, ánh sáng cho tới lồng ghép những cái lớp phủ vào, rồi những cái kỹ thuật cơ bản. Như vậy là rất là Tuấn thấy là khá là ok rồi đấy, gọi là 7/10, 6/10 rồi đấy, là mình hoàn toàn có thể là có được một cái video để mình đăng lên mạng xã hội rồi. Rồi phần trình bày của Tuấn hôm nay chắc là tới đây thôi, cũng 7 giờ rồi, còn để cho mọi anh chị em chúng ta còn phải thời gian đi làm nữa, cho nên là Tuấn xin phép dừng. Và chúng ta sẽ còn những buổi thực chiến tiếp theo nhé, nên là mọi người cùng đón chờ và hãy cùng nhau là mình sẽ tự quay những cái clip do chính mình làm nên, và chúng ta sẽ khoe lên nhóm cho các anh chị em khác nhận xét cũng như là chúc mừng nếu như chúng ta làm đẹp rồi, đúng không ạ? Đó, thì như vậy thì cái nhóm của chúng ta tương tác mới được nồng, có nghĩa là năng lượng, và chỉ có năng lượng thì mới giúp cho chúng ta có những động lực để mình làm nên những cái sản phẩm chất lượng để mình đăng lên mạng xã hội. Ok không ạ? Mọi người cùng đồng ý với nhau như vậy nhé. Chúng ta cùng tương tác trên nhóm. Ví dụ muốn sửa bài thì hãy post bài lên nhóm và nói rằng là nhờ anh chị em nhà mình sửa bài dùng. Đấy, thì sẽ có người sửa nhé. Anh em, anh chị em copy chúng ta rất là nhiệt tình. Thế thì không có ngại khó ngại khổ đâu. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta. Chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ, thành công. Dạ rồi, em cảm ơn phần chia sẻ rất là chi tiết và hay của anh Tuấn ngày hôm nay các chị nha. Thì đâu đó là em cũng mượn đôi bàn tay của tất cả các chị đây, chúng ta cùng có những cái lời cảm ơn đến anh Tuấn đã dành thời gian đến để chia sẻ với anh chị cái nội dung làm video. Thì hôm nay là buổi 3 các chị nha, và nó sẽ còn những cái buổi tiếp theo trong cái chuỗi series này. Thì mong là tất cả các anh chị chúng ta cùng cố gắng tải app có cấp về và chúng ta áp dụng liền những kiến thức trong buổi học trong ngày sáng ngày hôm nay các anh chị nhé. Và một lần nữa là cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều, và thay mặt ban tổ chức cảm ơn anh Tuấn, và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc các anh chị nha, và chúc mừng cho tất cả các anh chị chúng ta đã hoàn thành được buổi năm.